thì tự nhiên cái ổng móc tiền ra đưa con, ổng đưa con 200 đô. Thì trong lòng con cứ nghĩ là không thích cho, bình thường vậy thôi, không có gì hết. Mà sao con về nhà con cầm tiền, con nhìn thì nè, ủa mình ngủ với ổng có một đêm mình nhiên ổng cho tiền, sao giống ăn bánh trả tiền quá vậy ta. Con cầm nhà không lỡ, không lỡ cầm rồi, nhưng mà không lẽ giờ mình trả lại, mà trả lại thì mình lỗ. Tôi hỏi con là em ở nhà thuê đó hả? Em ở sao? Con mới tâm sự là con ở đó mà con còn nợ tiền nhà của chủ nhà 3 triệu mấy. Cái ổng nói ủa vậy hả, ổng cũng không có nói gì nhiều hết trơn á. Rồi hai đứa ngủ dậy tới sáng thì tự nhiên cái ổng móc tiền ra đưa con, ổng đưa con 200 đô. Thì trong lòng con cũng nghĩ là không chắc cho, bình thường vậy thôi, không có gì hết, con nhận. Thì con tâm sự giống là tiền nhà tiền cửa chưa có, mà con lớp con mới làm mũi nữa nên con không có đủ để trả tiền nhà. Xong ông chở, vẫn chở con về nhà bình thường, mà sao con về nhà con cầm tiền, con nhìn thì nè, ủa mình ngủ với ông có một đêm mình như ông cho tiền, sao giống ăn bánh trả tiền quá vậy ta. Con cầm nhà